Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 75, phẩm và pháp giới thứ 39, phần 16. 40. Thích nữ Cổ Ba, phó thác thứ 10, pháp Vân Địa. Cổ Ba dịch là thủ hộ đại địa, tại gia làm cha mẹ thủ hộ, thái tử đầy đủ thủ hộ quốc địa, tức là Kỳ Phi, nương chủ được tên. Phó thác pháp Vân Địa này là đại trí pháp Vân, hàm gia đức thủy, tế như không thô trọng, vì sung mãn pháp thân. Bấy giờ thiện tài đồng tử hướng về thành Ca Tỷ La, suy ngẫm tu tập giải thoát thọ sanh, tăng trưởng rộng lớn, nghĩ nhớ không bỏ, từ từ đi du hành đến giảng đường Bồ Tát tập hội phổ hiện pháp giới quang minh. Lúc đó thiện tài đồng tử y chiếu theo sự chỉ thị của Lâm thần Lam Tỷ Ni, đi hướng về thành Ca Tỷ La, quê hương của Đức Phật Thích Ca. Lúc trên đường đi, ngài suy ngẫm tu tập môn giải thoát thọ sanh. Bồ Tát thọ sanh như thế nào, có cảnh giới gì, làm thế nào giáo hóa chúng sinh, suy ngẫm như vậy tăng trưởng rộng lớn, nghĩ nhớ không bỏ. Ngài từ từ đi du hành đến giảng đường Bồ Tát tập hội phổ hiện pháp giới quang minh trong thành Ca Tỷ La. Trong điện đó có vị thần hiệu là Vô Ưu Đức cùng với một vạn chủ cung điện thần tụ hội đến nghinh tiếp thiện tài, bèn nói như vậy: lành thay, bậc trượng phu có đại trí huệ, có đại dũng mãnh, có thể tu giải thoát Bồ Tát tự tại không thể nghĩ bàn, tâm luôn không bỏ thệ nguyện rộng lớn, khéo có sát cảnh giới các pháp, an trụ pháp thành và vô lượng các môn phương tiện, thành tựu biển công đức của Như Lai, đắc được diệu biện tài, khéo điều phục chúng sinh, đắc được thân thánh nhân trí huệ, luôn thuận tu hành, biết tâm hạnh khác biệt của chúng sinh, khiến cho họ hoan hỷ hướng về Phật đạo. Trong giảng đường phổ hiện pháp giới quang minh đó, có vị hộ pháp thiện thần hiệu là Vô Ưu Đức cùng với một vạn chủ cung điện thần tụ hội đến nghinh tiếp thiện tài, bèn nói như vậy: lành thay, bậc đại trượng phu, ngài có đại trí huệ, ngài đầy đủ tinh thần đại dũng mãnh, có thể tu hành môn giải thoát Bồ Tát tự tại không thể nghĩ bàn, trong tâm luôn luôn không bỏ thệ nguyện rộng lớn, kéo quan sát cảnh giới các pháp, an trụ thành pháp vương, vào được vô lượng các môn phương tiện thiện xảo, lại thành tựu biển công đức của Như Lai, đắc được diệu biện tài vô ngại không thể nghĩ bàn, khéo điều phục chúng sinh căn cường, đắc được thân thánh nhân trí huệ, luôn thuận công đức của mình để tu hành, biết tâm hạnh khác biệt của tất cả chúng sinh, hay thuận cơ duyên chúng sinh, vì họ nói pháp khiến cho họ hoan hỷ mà hướng về Phật đạo. Tà quán nhân giả tu các diệu hạnh, tâm không tạm giải đãi, oai nghi đi đứng đều thanh tịnh, chẳng bao lâu nữa người sẽ đắc được ba nghiệp thanh tịnh trang nghiêm vô thượng của Như Lai. Dùng các tướng tốt trang nghiêm thân, dùng 10 trí lực tô điểm tâm mình du hành các thế gian. Vị thần Vô Ưu Đức nói với thiện tài đồng tử rằng: ta quán thấy người tu các diệu hạnh của Bồ Tát tu, lúc nào cũng siêng năng tinh tấn, tâm không khi nào tạm thời giải đãi. Oai nghi đi đứng hành động của người đều thanh tịnh, đối với ba nghiệp thân miệng ý chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tương lai chẳng bao lâu nữa người sẽ đắc được quả vị ba nghiệp thanh tịnh trang nghiêm vô thượng của Như Lai. Dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân, dùng 10 chính lực tô điểm tâm mình, du hành 10 phương tất cả thế gian, giáo hóa hết thảy chúng sinh. Ta quán thấy người dũng mãnh tinh tấn không ai sánh bằng, chẳng bao lâu nữa người sẽ thấy được khắp ba đời tất cả chư Phật, nghe thọ pháp của chư Phật nói, chẳng bao lâu nữa người sẽ đắc được vui thiền định giải thoát tam muội của tất cả Bồ Tát, chẳng bao lâu nữa người sẽ vào giải thoát thâm sâu của chư Phật Như Lai. Vị thần Vô Ưu Đức nói: ta quán thấy người dũng mãnh tinh tấn tu tập không ai sánh bằng, tương lai chẳng bao lâu nữa người sẽ thấy được khắp 10 phương ba đời tất cả chư Phật, nghe thọ pháp của chư Phật nói, tương lai chẳng bao lâu nữa người sẽ đắc được vui thiền định giải thoát tam muội của tất cả Bồ Tát, tương lai chẳng bao lâu nữa người sẽ vào môn giải thoát thâm sâu của tất cả chư Phật Như Lai. Tại sao vậy? Vì nhờ gặp được thiện tri thức gần gũi cúng dường, nghe thọ lời dạy của các ngài, nghĩ nhớ tu hành không giải đãi, không thối lùi, không lo, không hối hận, không chướng ngại, ma và dân ma không thể cản trở được, chẳng bao lâu nữa người sẽ thành tựu quả vị vô thượng. Tại sao vậy? Vì nhờ gặp được thiện tri thức gần gũi cúng dường thiện tri thức, nghe thọ lời dạy của các ngài, nghĩ nhớ tu hành cũng không giải đãi, cũng không thối lùi, không lo buồn, không hối hận, không chướng ngại, không có mọi sự phiền não, mà vương không thể cản trở được người và dân ma không thể hại người được, tương lai chẳng bao lâu nữa người sẽ thành tựu quả Phật vô thượng. Thiện tài đồng tử bạch rằng: Đức Thánh, như lời ngài nói, nguyện tôi sẽ đều được như vậy. Đức Thánh, tôi nguyện tất cả chúng sinh dứt các nhiệt não, lìa các nghiệp ác,
sinh các an lạc, tu các tịnh hạnh. Đức Thánh, tất cả chúng sinh khởi các phiền não, tạo các nghiệp ác, đọa vào các cõi ác, hoặc thân hoặc tâm, luôn thọ khổ độc. Bồ Tát thấy vậy, tâm sinh buồn phiền. Thiện tài đồng tử bạch với vị thần vô ưu đức rằng: Đức Thánh, như lời Ngài nói, nguyện tôi sẽ đều được như vậy. Đức Thánh, tôi nguyện tất cả chúng sinh dứt trừ tất cả nhiệt não, để khỏi tất cả nghiệp ác, sinh ra tất cả sự an lạc, tu tất cả tịnh hạnh. Đức Thánh, tất cả chúng sinh khỏi các phiền não, tạo các nghiệp ác, đọa vào các cõi ác, hoặc thân hoặc tâm, luôn thọ khổ độc. Bồ Tát thấy như vậy rồi, tâm sinh lo buồn phiền não. Đây là lòng đại bi. Bồ Tát vốn không buồn không phiền, nhưng thấy chúng sinh thọ khổ mà sinh ra buồn phiền. Đây là biểu hiện tâm từ bi của Bồ Tát. Đức Thánh, ví như có người, chỉ có một người con thương yêu vô cùng, bỗng thấy con mình bị người ta chặt tay chân, lòng rất đau đớn, không an vui được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thấy các chúng sinh do nghiệp phiền não đọa vào ba đường ác, thọ đủ thứ khổ, tâm rất buồn rầu. Nếu thấy chúng sinh khỏi thân miệng ý ba nghiệp thiện, sinh về cõi trời người, thân tâm được an vui, thì bây giờ Bồ Tát sinh đại hoan hỷ. Thiện tài đồng tử lại nói: Đức Thánh, ví như có người, chỉ có một người con thương yêu vô cùng, bỗng thấy con mình bị người ta chặt tay chân, lòng rất đau đớn như đứt ruột, không cách chi tả được, không an vui được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thấy các chúng sinh do nghiệp phiền não đọa vào ba đường ác, thọ đủ thứ khổ, tâm rất buồn rầu, tìm cách cứu các chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Nếu thấy tất cả chúng sinh khởi thân miệng ý tạo bằng nghiệp thiện, được sinh về cõi trời, hưởng thọ phước trời, hoặc sinh về cõi người, làm người giàu sang phú quý, thân tâm đều được an vui, thì lúc đó Bồ Tát sinh đại hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát chẳng vì mình cầu nhất thiết trí, chẳng tham sanh tử, các dục khoái lạc, chẳng theo lực tưởng đảo, thấy đảo, tâm đảo, các kết sự túy miên ái kiến mà chuyển, chẳng khởi đủ thứ tưởng vui của chúng sinh, cũng chẳng đắm trước vui các thiện định, chẳng có chướng ngại mệt mỏi thối chuyển, an trụ nơi sinh tử, nhưng thấy chúng sinh ở trong các cõi thọ vô lượng đủ thứ các cuộc khổ mà khởi tâm đại bi, dùng đại nguyện lực mà nhiếp lấy khắp vì sức bi nguyện mà tu Bồ Tát hạnh, vì dứt khổ não của tất cả chúng sinh, vì cầu nhất thiết trí của Như Lai, vì cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước rộng lớn, vì tịnh trị dục lạc của tất cả chúng sinh và hết thảy các hạnh thân tâm của họ mà ở trong sinh tử không có mỏi nhàm. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát tâm bi tha thiết, tất cả đều chẳng nghĩ đến mình, mà vì chúng sinh mưu cầu hạnh phúc, cho nên Bồ Tát thấy chúng sinh thọ khổ thì Bồ Tát ưu phiền, nhìn thấy chúng sinh vui thì Bồ Tát hoan hỷ. Bồ Tát vì cầu nhất thiết trí mà sinh tinh tấn tu tập Phật pháp, do đó có câu: vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, có trí huệ rồi thì mới có thể cứu độ chúng sinh, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Bồ Tát chẳng tham sanh tử, các dục khoái lạc, chẳng theo vọng tưởng của mình mà điên đảo. Tại sao con người thấy cảnh giới liền điên đảo, hoặc có kiến hoặc và tư hoặc tác quái? Tức cũng là đối với cảnh giới nhận thức chẳng rõ ràng mà sinh ra tâm tham ái, đây là kiến hoặc. Đối với lý luận chẳng rõ ràng sinh ra tâm phân biệt, đây là tư hoặc. Chẳng rõ thiện ác, chẳng rõ trắng đen, tùy ý làm càn tạo thành nghiệp ác, đây là tâm điên đảo. Các kết sử, tức là thân biên giới kiến tà và tham sân si mạn nghi mười sử, Bồ Tát chẳng tùy lực miên ái kiến mà chuyển, chẳng khỏi đủ thứ tưởng vui của chúng sinh, cũng chẳng đắm trước vui các thiền định, chẳng có chướng ngại mệt mỏi thối chuyển mà an trụ trong sinh tử. Bồ Tát vì độ chúng sinh thường trụ nơi sinh tử, nhưng chẳng nhảm sinh tử. Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh ở trong tam giới 25 cõi thọ vô lượng đủ thứ các khổ mà sinh tâm đại bi, dùng đại nguyện lực mà nhiếp lấy khắp tất cả chúng sinh, vì từ bi nguyện lực mà tu Bồ Tát hạnh, vì dứt trừ khổ não của tất cả chúng sinh, vì cầu nhất thiết trí của chư Phật, vì cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật rộng lớn, vì tịnh trị dục lạc của tất cả chúng sinh. Những gì chúng sinh hoan hỷ ước muốn đều là điên đảo chẳng thanh tịnh, cho nên Bồ Tát tịnh trị tâm của chúng sinh, chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn nhiễm ô, tất cả đều thanh tịnh. Tất cả tập khí mau bệnh để lại hết quá khứ, những tập quán không tốt sửa đổi thành tập quán tốt. Giống như người nghiện rượu, họ rất thích uống rượu, hoặc giống như người nghiện thuốc lá, họ rất thích hút thuốc lá. Thậm chí người ham tài sắc danh ăn ngủ cũng đều là sự ham muốn. Tóm lại, phàm là có sự ham thích đều là sự ham muốn dục lạc. Chúng ta nên đem những thứ dục lạc không chánh đáng này tịnh trị cho thanh tịnh, chẳng còn tạp nhiễm nữa.
Bồ Tát chẳng những tịnh trị dục lạc của chúng sinh mà cũng tịnh trị thân tâm của chúng sinh. Những hành động làm gì cũng đều thanh tịnh. Vì đủ thứ nhân duyên này nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo. Tuy Bồ Tát ở trong sinh tử nhưng chẳng mở nhàm. Bồ Tát vì hành Bồ Tát đạo vào sinh tử mà chẳng chấp trước sinh tử, vào niết bàn mà chẳng chấp trước niết bàn. Đức Thánh Đại Bồ Tát đối với các chúng sinh là trang nghiêm, vì khiến cho họ sinh về cõi trời người được giàu sang phú quý, là cha mẹ vì họ an lập Bồ Đề tâm là dưỡng dục, vì khiến cho họ thành tựu Bồ Tát đạo là hộ vệ, vì khiến cho họ sớm lìa ba đường ác là thuyền sư, vì khiến cho họ được qua khỏi biển sinh tử là nơi nương tựa, vì khiến cho họ hết sợ các ma phiền não là rốt ráo, vì khiến cho họ vĩnh viễn được vui mát mẻ là bờ bến, vì khiến cho họ vào biển tất cả chư Phật là đạo sư, vì khiến cho họ đến nơi tất cả pháp bảo là hoa đẹp, vì nở tâm công đức của chư Phật là đồ trang nghiêm, vì thưởng phóng quang trí huệ phước đức là đáng ưa, vì phạm làm gì cũng đều đoan nghiêm là đáng tôn kính, vì xa lìa tất cả các nghiệp ác là phổ hiển, vì thân đầy đủ tất cả sự đoan nghiêm là đại minh, vì thường phóng trí huệ quang thanh tịnh là mây lớn, vì thường mưa xuống tất cả pháp cam lồ. Thiện tài đồng tử lại gọi một tiếng đại thánh nhân, đại bồ tát đối với các chúng sinh là trang nghiêm, vì khiến cho họ sinh về cõi trời người được vui giàu sang phú quý, là cha mẹ vì chúng sinh an lập bồ đề tâm là dưỡng dục, vì khiến cho chúng sinh thành tựu Bồ Tát đạo là hộ vệ, vì khiến cho chúng sinh sớm để khỏi ba đường ác là thuyền sư, vì khiến cho chúng sinh được qua khỏi biển sinh tử thẳng đến bờ niết bàn bên kia là nơi nương tựa, vì khiến cho chúng sinh xả bỏ các ma nghiệp cùng với phiền não và sợ hãi là rốt ráo, vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn được an vui mát mẻ là bờ bến hoặc là cầu đò, vì khiến cho chúng sinh vào biển trí huệ của tất cả chư Phật là đạo sư, vì khiến cho chúng sinh đến nơi tất cả pháp bảo là hoa đẹp, vì nở hoa tâm công đức của chư Phật là đồ trang nghiêm, vì thường phóng trí huệ quang phước đức là đáng ưa, vì phạm làm gì cũng đều đoan chánh trang nghiêm là đáng tôn kính, vì xa lìa tất cả 10 nghiệp ác là phổ hiền, vì tu hành hạnh nguyện Bồ Tát phổ hiền mới được thân đầy đủ tất cả sự đoan nghiêm thanh tịnh là đại minh, vì thường phóng trí huệ quang thanh tịnh là mây lớn, vì thường mưa xuống tất cả pháp vũ cam lồ. Đức Thánh khi Bồ Tát tu các hạnh như vậy thì khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh mến thích đầy đủ pháp vui. Đại Thánh Nhân khi Bồ Tát tu tất cả các hạnh như vậy vì khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh mến thích hành vi của Bồ Tát như vậy đầy đủ tất cả pháp vui. Bấy giờ thiện tài đồng tử sắp lên pháp đường, vị thần vô ưu đức và các chúng thần dùng tràng hoa đẹp hương thoa hương bột quý hơn trên các cõi trời, cùng với đủ thứ đồ báu trang nghiêm giải trên thiện tài mà nói kệ rằng: lúc đó thiện tài đồng tử sắp lên pháp đường, vị thần vô ưu đức và các chúng thần dùng tràng hoa đẹp hương thoa hương bột cùng với đủ thứ đồ báu trang nghiêm quý hơn trên các cõi trời giải trên thiện tài, sau đó nói bài kệ khen ngợi rằng: nay ngài hiện thế gian làm đèn sáng cho đời khắp, vì các chúng sinh siêng cầu vô thượng giác. Vị thần vô ưu đức nói với thiện tài đồng tử: nay ngài xuất hiện nơi thế gian làm đèn sáng lớn cho đời, phá tan tất cả sự đèn tối khắp, vì các chúng sinh siêng năng tu tập cầu đạo vô thượng giác. Vô lượng ức ngàn kiếp rất khó được thấy ngài công đức nhật nay mọc diệt trừ tối thế gian. Dù trong vô lượng ức ngàn kiếp rất khó được thấy ngài công đức nhật Phật này đã mọc nơi thế gian, phóng đại quang minh diệt trừ đen tối tất cả thế gian. Ngài thấy các chúng sinh điên đảo hoặc che lấp mà sinh tâm đại bi cầu chứng đạo vô sư. Ngài thấy các chúng sinh bị điên đảo mê hoặc che lấp nên ngài mới sinh tâm đại bi, dũng mãnh tinh tấn tu tập, không giải đãi cũng không mệt mỏi, một lòng một dạ cầu chứng Phật đạo vô thượng. Ngài dùng tâm thanh tịnh tìm cầu Phật Bồ Đề, hầu hạ thiện tri thức, chẳng tiếc thân mạng mình. Ngài dùng tâm thanh tịnh không nhiễm đến các nơi học hỏi tìm cầu Phật Bồ Đề, hầu hạ thiện tri thức, vì pháp quên mình dù hy sinh thân mạng cũng chẳng tiếc. Ngài nơi các thế gian không nương không chấp trước, tâm thảy đều vô ngại thanh tịnh như hư không. Ngài đối với tất cả thế gian không nương tựa vào đâu cũng không chấp trước, trong tâm ngài chẳng có mọi sự chướng ngại thanh tịnh như hư không. Nếu tâm thanh tịnh chẳng có mọi tạp niệm thì tuyệt đối chẳng làm việc điên đảo. Ngài tu hạnh Bồ Đề, công đức đều viên mãn, phóng đại trí huệ quang chiếu khắp tất cả đời.
ngài tu hạnh Bồ Đề, công đức và trí huệ đều đạt đến sự viên mãn, phóng đại trí huệ quang minh chiếu sáng khắp tất cả thế gian, trở thành ngọn đèn sáng lớn của thế gian. Ngài chẳng lìa thế gian, cũng chẳng chấp thế gian, đi trong đời vô ngại như gió thổi hư không. Ngài chẳng lìa khỏi thế gian, cũng chẳng chấp trước thế gian. Ngài ở tại thế gian mà tâm xuất thế gian, tuy ở trong sinh tử mà dứt sinh tử, giống như gió thổi trong hư không, chẳng có chướng ngại, chẳng có dấu vết. Ví như nạn lửa khởi, không gì dập tắt được. Ngài tu hạnh Bồ Đề, lửa tinh tấn cũng thế. Ví như nạn lửa lớn khởi lên, không có nước gì dập tắt được. Ngài tu hạnh Bồ Đề, lửa tinh tấn cũng như thế. Bất cứ nước gì cũng dập tắt không được. Dũng mãnh đại tinh tấn, kiên cố không thể động, kim cang huệ sư tử, du hành không sợ hãi. Ngài dũng mãnh đại tinh tấn rất kiên cố, bất cứ cảnh giới gì cũng không lay động, đã đạt đến cảnh giới như như bất động. Đến được trí huệ kim cang, dũng mãnh như sư tử, du hành bất cứ nơi nào cũng không có cảm giác sợ hãi. Trong tất cả pháp giới, hết thảy các biển cõi, Ngài đều đã đi qua gần gũi thiện tri thức. Trong tất cả pháp giới, hết thảy tất cả biển cõi của chư Phật, Ngài đều đã đi đến gần gũi tất cả thiện tri thức, thỉnh giáo các ngài. Làm thế nào phát Bồ Đề tâm, làm thế nào hành Bồ Tát đạo. Bấy giờ vị thần vô ưu đức nói bài kệ này rồi, vì ưa mến pháp nên đi theo thiện tài, luôn không xả lìa. Lúc đó vị thần vô ưu đức nói 10 bài kệ này rồi, vì ngài ưa mến Phật pháp nên đi theo thiện tài đồng tử làm pháp lữ, đi các nơi học tập Phật pháp, vĩnh viễn không xả lìa thiện tài đồng tử. Bấy giờ thiện tài đồng tử đi vào giảng đường phổ hiện pháp giới quang minh, đi khắp nơi tìm cô gái họ thích, thì thấy cô ta đang ngồi trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa ở trong giảng đường, có 84.000 thể nữ cùng vây quanh. Những thể nữ đó đều sinh ra trong hoàng tộc, đều tu Bồ Tát hạnh trong quá khứ, đồng trồng căn lành, bố thí ái ngữ, nhiếp khắp chúng sinh, đã thấy rõ cảnh nhất thiết trí, đã cùng tu tập hạnh Phật Bồ Đề, luôn trụ chánh định, thường dùng đại bi nhiếp khắp chúng sinh giống như con một, tâm tử đầy đủ quyến thuộc thanh tịnh. Trong quá khứ đã thành tựu phương tiện thiện xảo không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đều được bất thối truyền nơi an nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, đầy đủ các ba la mật của Bồ Tát, lìa các chấp trước, chẳng ưa sinh tử, tuy ở trong các cõi mà tâm thường thanh tịnh, luôn siêng quan sát đạo nhất thiết trí, lìa lưới chướng cái, vượt khỏi chỗ chấp trước, từ nơi pháp thân mà thị hiện hóa thân, sinh hạnh phổ hiển, tăng trưởng Bồ Tát lực, đèn mặt trời trí huệ đều đã viên mãn. Lúc đó thiện tài đồng tử đi vào giảng đường phổ hiện pháp giới quang minh, đi khắp nơi tìm cô gái họ thích, thì thấy cô ta đang ngồi trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa làm bằng 7 báu ở trong giảng đường, có 84.000 thể nữ cùng vây quanh. Những thể nữ xinh đẹp đó đều sinh ra trong hoàng tộc, họ đều đã từng tu Bồ Tát hạnh trong quá khứ, đồng trồng căn lành giống như chúng ta đang cùng nghe kinh, nghe pháp, nghiên cứu Phật pháp. Đây có thể là trong quá khứ đã từng gieo trồng căn lành với nhau, đều là người có duyên với nhau, cho nên mọi người cùng nhau tu hành. Những thể nữ đó khi tu hành thì dùng bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự, bốn pháp nhiếp để nhiếp khắp chúng sinh, đã thấy rõ cảnh giới nhất thiết trí, đã cùng tu tập hạnh Phật Bồ Đề, luôn an trụ trong chánh định, thường dùng đại bi nhiếp khắp chúng sinh giống như thương con một, tâm tử bi đã đầy đủ hay ban vui cho chúng sinh, hay cứu chúng sinh khổ. Hết thảy quyến thuộc đều là người thanh tịnh tu đạo, vị trí đồng đạo hợp, cho nên hòa thuận với nhau. Những thể nữ đó trong quá khứ đã từng thành tựu phương tiện thiện xảo không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đều được cảnh giới bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Những thể nữ đó đã đầy đủ các ba la mật của Bồ Tát, đã lìa khỏi mọi sự chấp trước, chẳng còn tâm phan duyên, chẳng hoan hỷ lưu chuyển trong sinh tử. Tuy ở trong tam giới 25 cõi mà tâm thường thanh tịnh, không còn tư tưởng nhiễm ô, luôn siêng quan sát đạo nhất thiết trí, thoát khỏi tất cả lưới nghiệp chướng, vượt khỏi tất cả chỗ chấp trước, từ nơi pháp thân mà thị hiện hóa thân, sinh hạnh nguyện phổ hiền tăng trưởng Bồ Tát lực, đèn sáng mặt trời trí huệ quang minh chiếu khắp đều đã viên mãn. Bấy giờ thiện tài đồng tử đến chỗ thích nữ của bà, đảnh lễ đứng chắp tay lại mà bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào ở trong sinh tử mà chẳng nhiễm hỏa hoạn sinh tử, thấu rõ tự tánh của pháp mà chẳng trụ bậc thanh văn bích chi Phật, đầy đủ Phật pháp mà tu Bồ Tát hạnh, trụ bậc Bồ Tát mà vào cảnh giới Phật,
vượt qua thế gian mà thọ sinh nơi thế gian, thành tựu pháp thân mà thị hiện vô biên đủ thứ sắc thân, chứng pháp vô tướng mà vì chúng sinh thị hiện các tướng, biết pháp không thể nói mà rộng vì chúng sinh diễn nói các pháp, biết chúng sinh là không mà luôn không bỏ việc hóa độ chúng sinh, tuy biết chư Phật không sinh không diệt mà siêng cúng dường không có thối chuyển, tuy biết các pháp không nghiệp không báo mà tu các hạnh lành luôn không ngừng nghỉ. Lúc đó thiện tài đồng tử đến chỗ thích nữ của ba đảnh lễ rồi đứng chắp tay lại mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào ở trong sinh tử mà chẳng nhiễm hỏa hoạn sinh tử, tuy thấu rõ tự tánh của tất cả các pháp mà chẳng trụ bậc thanh văn bích chi Phật, quả vị của hàng nhị thừa, tuy đầy đủ tất cả Phật pháp mà vẫn phải tu Bồ Tát hạnh, tuy trụ bậc Bồ Tát mà vào cảnh giới của tất cả chư Phật, tuy vượt qua tất cả thế gian mà vẫn thọ sinh nơi thế gian, tuy thành tựu pháp thân mà vẫn thị hiện vô biên đủ thứ sắc thân, tuy chứng được pháp vô tướng mà vẫn vì chúng sinh thị hiện các tướng, biết pháp vốn không thể nói mà vì giáo hóa tất cả chúng sinh rộng nói tất cả các pháp, biết chúng sinh vốn là không mà không bỏ chúng sinh, thường giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, tuy biết tất cả chư Phật không sinh không diệt mà siêng năng cúng dường tất cả chư Phật không có thối chuyển, tuy biết tất cả các pháp không có kẻ tạo, không có kẻ thọ, cũng không có nghiệp, cũng không có báo mà vẫn phải tu tất cả hạnh lành luôn không ngừng nghỉ. Còn đối với những cảnh giới này chưa thấu rõ, xin Đức Thánh ngài chỉ giáo. Bấy giờ cô gái Cổ Bà bảo thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, nay ngươi có thể hỏi đại Bồ Tát tu hành pháp như vậy, ai tu tập các hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mới có thể hỏi như vậy, hãy chú ý lắng nghe, khéo nghĩ nhớ, ta sẽ nương thần lực của Phật vì ngươi mà diễn nói. Thiện nam tử, nếu các Bồ Tát thành tựu 10 pháp thì sẽ viên mãn hạnh Bồ Tát Nhân Đà La Võng Phổ Trí Quang Minh. Những gì là 10 pháp? Đó là nhờ nương thiện tri thức, nhờ được hiểu thủ thắng rộng lớn, nhờ được dục lạc thanh tịnh, nhờ tích tập tất cả phước trí, nhờ lắng nghe pháp ở chỗ chư Phật, nhờ tâm luôn không bỏ ba đời chư Phật, nhờ tu đồng hạnh với tất cả Bồ Tát, nhờ được tất cả Như Lai hộ niệm, nhờ đại bi diệu quán đều thanh tịnh, nhờ hay dùng trí lực giúp tất cả các sinh tử. Đó là 10 pháp. Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp này thì sẽ viên mãn hạnh Bồ Tát Nhân Đà La Võng Phổ Trí Quang Minh. Lúc đó cô gái Cù Bà bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, này người có thể hỏi pháp môn tu hành của đại Bồ Tát như vậy, ai tu tập các đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mới có thể hỏi như vậy, thật là quý lắm thay, xin ngài hãy chú ý lắng nghe, khéo nghĩ nhớ, đừng quên, ta sẽ nương đại oai thần lực của 10 phương chư Phật vì ngươi mà diễn nói nghĩa lý này. Thiện nam tử, nếu các Bồ Tát thành tựu 10 pháp thì sẽ viên mãn hạnh Bồ Tát Nhân Đà La Võng Phổ Trí Quang Minh. Những gì là 10 pháp? Đó là: một, nhờ đương theo thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức có đại trí huệ, có thể trị bày bến mê. 2, nhờ đắc được sự hiểu biết thù thắng rộng lớn. 3, nhờ đắc được dục lạc thanh tịnh. 4, nhờ tích tập tất cả phước đức trí huệ. 5, nhờ lắng nghe chánh pháp của chư Phật, nói ở chỗ đạo tràng chư Phật trong 10 phương. 6, nhờ tâm luôn không bỏ ba đời chư Phật, luôn luôn nghĩ nhớ chư Phật ba đời. 7, nhờ tu đồng hạnh với tất cả Bồ Tát. 8, nhờ được tất cả chư Phật hộ niệm. 9, nhờ đại bi diệu quán đều được thanh tịnh. 10, nhờ hay dùng sức kiếm trí huệ chặt đứt tất cả khổ luân sinh tử. Đó là 10 pháp của Bồ Tát tu. Nếu các Bồ Tát thành tựu những pháp này thì sẽ viên mãn hạnh Bồ Tát Nhân Đà La Võng Phổ Trí Quang Minh. Phật tử, nếu Bồ Tát gần gũi thiện trí thức thì sẽ tinh tấn không thối lùi, tu tập sinh ra Phật pháp vô tận. Phật tử, Bồ Tát dùng 10 pháp để hầu hạ thiện tri thức. Những gì là 10 pháp? Đó là: đối với thần mạng mình không đoái tiếc, đối với đồ vui thế gian tâm không tham cầu, biết tất cả pháp tánh đều bình đẳng, vĩnh viễn không lùi bỏ nguyện nhất thiết trí, quan sát thật tướng tất cả pháp giới, tâm luôn xả lìa tất cả biển cõi, biết pháp như hư không, tâm không nương tựa, thành tựu tất cả Bồ Tát đại nguyện, thường hay thị hiện tất cả biển cõi, tịnh tu trí luân vô ngại của Bồ Tát. Phật tử, nên dùng 10 pháp này hầu hạ tất cả thiện tri thức không trái nghịch. Phật tử, nếu Bồ Tát gần gũi thiện tri thức thì sẽ tinh tấn hướng về trước, không thối lùi về sau, nỗ lực tu tập sẽ sinh ra Phật pháp vô tận. Phật tử, Bồ Tát nên dùng 10 pháp này để hầu hạ thiện tri thức. Những gì là 10 pháp? Đó là: 1,
Đối với thân mạng mình không đoái tiếc vì gần gũi thiện tri thức, dù tán thần mất mạng cũng không tử nan. Hai, đối với đồ vui thế gian tâm không tham cầu, đối với vinh hoa phú quý, danh văn lợi dưỡng đều không tham cầu. Ba, biết tất cả pháp tánh đều bình đẳng, không có cao thấp. Bốn, vĩnh viễn không lùi bỏ nguyện nhất thiết trí. Năm, quan sát thời tướng tất cả pháp giới. Sáu, tâm luôn xả lìa tất cả biển cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bảy, biết pháp như hư không, chẳng chỗ có, tâm không nương tựa nơi pháp. Tám, thành tựu viên mãn tất cả Bồ Tát đại nguyện. Chín, thường hay thị hiện biển cõi tất cả chư Phật. Mười, thanh tịnh tu hành trí luân vô ngại của Bồ Tát. Phật tử nên dùng 10 pháp này để hầu hạ tất cả thiện tri thức, nhưng không trái nghịch lời dạy của thiện tri thức. Càng không thể trái nghịch tâm ý của thiện tri thức. Thiện tri thức có trí huệ chánh trì chánh kiến, chỉ dẫn con đường chánh nên đi. Thiện tri thức là đèn sáng, chiếu sáng tâm tham của phàm phu. Nếu ai ai cũng không có tâm tham thì thiên hạ sẽ thái bình. Bấy giờ thích nữ Cù Ba muốn thuật rõ lại ý nghĩa này, bèn nương thần lực của Đức Phật quan sát 10 phương mà nói kệ rằng. Lúc đó thích nữ Cù Ba muốn thuật rõ lại ý nghĩa này, bèn nương đại oai thần lực gia trì của 10 phương chư Phật, quan sát nhân duyên của hết thảy chúng sinh trong 10 phương mà nói ra bài kệ 12 hạnh môn dưới đây. Bồ Tát vì lợi các quần sinh, chánh niệm thân kính thiện tri thức, như cùng kính Phật tâm không lười, đây hạnh đế võ nơi thế gian. Tại sao Bồ Tát phải tu Bồ Tát đạo? Vì chứng được thần thông diệu dụng, muốn giáo hóa chúng sinh, lợi ích chúng sinh, cho nên lòng ôm hoài niệm đi đến các nơi tìm thiện tri thức học hỏi, tâm thành cung kính thiện tri thức, giống như cung kính chư Phật không khác. Bất cứ trải qua thời gian dài bao lâu cũng không có tâm giải đãi mọi nhàm. Hạnh môn này là hạnh môn lưới la tràng của trời đế thích nơi thế gian. Thắng giải rộng lớn như hư không, tất cả ba đời đều vào trong, quốc gia chúng sinh Phật đều vậy, đây là hạnh phổ trí quang minh. Thắng giải rộng lớn vô biên này như hư không, có thể nói bao quát hết thảy, dung chứa hết thảy, tất cả ba đời đều vào trong đó, quốc gia và hư không như nhau, chúng sinh và hư không như nhau, chư Phật và hư không như nhau, đây là hạnh môn phổ trí quang minh. Chí vui như không chẳng bờ mé, vĩnh dứt phiền não lìa cấu bẩn, tất cả chỗ Phật tu công đức, đây hạnh thân mây nơi thế gian. Chí nguyện và an vui của Bồ Tát như hư không chẳng có bờ mé, vĩnh viễn dứt trừ tất cả phiền não, vĩnh viễn xa lìa tất cả sự bụi trần, ở trong đạo tràng của tất cả chư Phật tu hành đủ thứ công đức. Hạnh môn này là hạnh thân mây trong thế giới. Bồ Tát tu tập nhất thiết trí, biển công đức không thể nghĩ bàn, tịnh các phước đức thân trí huệ, đây hạnh không nhiễm nơi thế gian. Bồ Tát tu tập nhất thiết trí có công đức không thể nghĩ bàn như biển cả, có thân phước đức trí huệ thanh tịnh, hạnh môn này là hạnh không nhiễm nơi thế gian. Chỗ tất cả chư Phật Như Lai nghe thọ chỉ pháp không nhạc đủ, hay sinh thật tướng đèn trí huệ, đầy hạnh chiếu khắp nơi thế gian. Ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật lắng nghe nhiếp thọ pháp của Phật nói, không khi nào nhạc đủ lắng nghe chánh pháp thì sẽ sinh ra thật tướng đèn trí huệ, đây là hạnh chiếu khắp ở trong đời. Mười phương chư Phật vô lượng số, một niệm tất cả đều vào được, tâm luôn chẳng bỏ các Như Lai, đây hạnh đại nguyện hướng Bồ Đề. Mười phương ba đời tất cả chư Phật vô lượng số, chỗ giáo có bao nhiêu vị Phật, nói đơn giản là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu thân Phật. Tại sao vậy? Vì chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Tuy có thể trong một niệm đi đến các cùng đạo tràng của mười phương chư Phật, nhưng bổn thân không động, trong tâm luôn luôn nghĩ nhớ chư Phật, không bỏ Phật. Đây là hạnh môn đại nguyện hướng về Bồ Đề. Hay vào đại chúng hội chư Phật, tất cả Bồ Tát biển Tam Muội, biển nguyện cùng với biển phương tiện, đây hạnh đế võng nơi thế gian. Bồ Tát hay dùng thần thông trí huệ vào khắp trong đại chúng hội của tất cả chư Phật, hay vào trong biển Tam Muội của tất cả Bồ Tát, hay vào trong biển đại nguyện của Bồ Tát, hay vào trong biển phương tiện của Bồ Tát, đây là hạnh đế võng nơi thế gian. Được tất cả chư Phật gia trì, hết thuở vị lai vô biên kiếp, nơi nơi tu hành đạo phổ hiền, đây là hạnh Bồ Tát phân thân. Được tất cả chư Phật gia trì và hộ niệm, hết thuở vị lai vô biên kiếp, bất cứ ở thế giới nào, nơi đạo tràng nào cũng đều tu hành đạo của Bồ Tát phổ hiền tu, đây là hạnh Bồ Tát phân thân. Thấy các chúng sinh thọ khổ lớn, khởi đại tử bi hiện thế gian, diễn pháp quang minh trừ đen tối, đây là hạnh Bồ Tát trí nhiệt. Bồ Tát thấy các chúng sinh thọ khổ lớn sinh tử, bèn sinh khởi tâm đại tử bi thị hiện nơi thế gian,
dễ nói Phật Pháp phóng đại quang minh trí huệ, phá trừ tất cả đen tối thế gian. Đây là hạnh Bồ Tát Trí Nhật. Thấy các chúng sinh ở các cõi vị tập vô biên diệu pháp luân, khiến họ vĩnh dứt dòng sinh tử, đây là tu hành hạnh phổ hiền. Bồ Tát thấy các chúng sinh thọ khổ ở trong sáu cõi vì rộng tập vô biên diệu pháp luân, cho nên siêng tu pháp môn lục độ vạn hạnh, thành tựu viên mãn đạo nghiệp của mình, tuy giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, vĩnh dứt dòng sinh tử. Đây là hạnh môn tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát tu hành phương tiện này tùy tâm chúng sinh mà hiện thân, khắp ở trong tất cả các cõi, hóa độ vô lượng các hạng thức. Bồ Tát tu hành pháp phương tiện này tùy tâm niệm của chúng sinh mà hiện đủ thứ thân, do đó có câu quán càn cờ chúng sinh vì người nói pháp theo bệnh cho thuốc, khắp ở trong tất cả các cõi, giáo hóa độ thoát vô lượng các hàm thức, tức cũng là tất cả chúng sinh. Dùng đại từ bi sức phương tiện, khắp cùng thế gian mà hiện thân, tùy họ hiểu thích mà thuyết pháp, đều khiến hướng về đạo Bồ Đề. Dùng đại từ đại bi đại nguyện sức phương tiện này, khắp cùng tất cả thế gian mà hiện thân, tùy sự hiểu biết ưa thích của chúng sinh mà thuyết pháp. Chúng sinh căn cơ lành lại có thể thấu hiểu đạo lý thâm sâu, thì vì họ dễ nói pháp nghĩa thâm sâu. Chúng sinh căn tánh chậm lụt có thể tiếp thọ đạo lý nông cạn, thì vì họ nói pháp nghĩa nông cạn. Tóm lại, vì căn cơ của họ mà nói pháp mới đắc được lợi ích của pháp. Mục đích cuối cùng là đều khiến chúng sinh hướng về đạo Bồ Đề, tương lai sẽ thành Phật. Bấy giờ Thích Nữ Cù Ba nói bài kệ rồi bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát quán sát biển tam muội của tất cả Bồ Tát. Lúc đó Thích Nữ Cù Ba nói 12 bài kệ này rồi bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, hiện tại ta đã thành tựu môn giải thoát quán sát biển tam muội của tất cả Bồ Tát. Tam muội này sâu rộng như biển, như pháp giới vì thâm sâu, như chúng sinh vì rộng lớn, dụng trí thủ diệu niệm niệm quán sát nên được tên này. Thiện Tài nói: Đại thánh, cảnh giới môn giải thoát này như thế nào? Thiện Tài đồng tử nói với Thích Nữ Cù Ba rằng: Đại thánh, cảnh giới môn giải thoát này như thế nào? Xin đại thánh từ bi vì con nói, để cho con tăng thêm sự thấy nghe, đương theo pháp mà tu hành. Đáp rằng: Thiện nam tử, ta vào môn giải thoát này, biết số kiếp của hết thảy chúng sinh thế giới ta bà này, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ở trong các cõi chết đây sinh kia, làm thiện làm ác, thọ các quả báo, có cầu xuất ly, không cầu xuất ly, chánh định tà định cùng với bất định, căn lành có phiền não, căn lành không phiền não, đầy đủ căn lành, không đầy đủ căn lành, không căn lành nhiếp căn lành nhiếp không căn lành, tích tập pháp thiện, bất thiện như vậy ta đều thấy biết. Thích Nữ Cù Ba đáp rằng: Thiện nam tử, ta chứng nhập môn giải thoát này rồi, biết số kiếp của hết thảy chúng sinh thế giới ta bà này, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ở trong sáu cõi, trời người Atula, súc sinh ngạ quỷ, địa ngục, chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, trôi nổi không ngừng, vĩnh viễn không có kỳ hạn. Hoặc làm việc thiện liền sinh về trời, hoặc làm việc ác liền đọa địa ngục. Làm thiện được thiện báo, làm ác được ác báo, đây là luật nhân quả tơ hảo không sai. Người học Phật phải tin nhân quả, không thể bác nhân quả, không thể nói xa nhân quả. Hoặc có chúng sinh ở trong ba cõi cảm thấy rất khổ, muốn thoát khỏi nhà lửa ba cõi, hoặc có chúng sinh ở trong ba cõi không cảm thấy khổ, không muốn thoát khỏi ba cõi. Có chúng sinh tu tập chánh định, chánh tri, chánh kiến. Có chúng sinh tu tập tà định, tà tri, tà kiến. Thế nào gọi là chánh định? Tức là nghiêm trì năm giới, tuyệt đối không phạm. Thế nào gọi là tà định? Tức là chẳng giữ năm giới, biết rõ mà cố phạm. Biết rõ sát sinh là không đúng, hoặc kêu người khác sát sinh, hoặc tự mình sát sinh. Những giới khác, trộm cắp tà dâm, nói dối uống rượu cũng như thế. Hoặc định chẳng chánh chẳng tà, tức là nửa chánh nửa tà, gọi là bất định. Tóm lại cũng chẳng thiện cũng chẳng ác, hoặc trồng căn lành có phiền não. Ví như trồng căn lành là bổn phận của con người, không thể có xí đồ. Phàm là có tư tưởng cầu danh lợi, làm việc lành cố ý để hơn người khác, và làm việc lành để cạnh tranh với người khác, đây tức là căn lành có phiền não. Hoặc trồng căn lành không có phiền não, ví như làm việc thiện mà không cầu mong điều gì. Do đó có câu: thiện mà muốn người biết chẳng phải chân thiện, ác mà sợ người biết là đại ác. Phàm là làm việc thiện chẳng muốn người biết, đó là âm đức, thần minh, tự nhiên biết rõ. Đấy tức là căn lành không có phiền não, hoặc đầy đủ căn lành, hoặc không đầy đủ căn lành, hoặc không căn lành, nhiếp căn lành, tức là gieo trồng căn lành chẳng thuần tạp, mà nhiếp thọ căn lành thuần tạp.
hoặc căn lành nhiếp không căn lành, tức là gieo trồng căn lành mà được quả báo chẳng phải là căn lành. Tích tập pháp thiện và pháp bất thiện như vậy ta đều thấy biết rất rõ ràng. Lại nữa, trong kiếp đó có chư Phật danh hiệu thứ tự ta đều biết rõ. Chư Phật Thế Tôn đó từ lúc ban đầu phát tâm cùng với phương tiện cầu nhất thiết trí sinh ra tất cả các biển đại nguyện, cúng dường chư Phật tu Bồ Tát hạnh, thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe pháp, hiện đại thần thông, giáo hóa chúng sinh ta đều biết rõ. Lại nữa, trong số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, hết thảy danh hiệu của tất cả chư Phật thứ tự trước sau xuất hiện ra đời ta đều biết rõ. Chư Phật Thế Tôn đó từ lúc ban đầu phát tâm dùng pháp phương tiện để cầu nhất thiết trí sinh ra tất cả các biển đại nguyện, cúng dường tất cả chư Phật tu tập Bồ Tát hạnh, thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe pháp, hiện đại thần thông, giáo hóa chúng sinh, những cảnh giới đó ta đều biết rõ ràng. Cũng biết chúng hội khác nhau của chư Phật đó, trong chúng hội đó có các chúng sinh nương thanh văn thừa mà được xuất ly, chúng thanh văn đó quá khứ tu tập tất cả các lành và đắc được đủ thứ trí huệ ta đều biết rõ. Có những chúng sinh nương duyên giác thừa mà được xuất ly, chúng duyên giác đó hết thảy căn lành, đắc được bồ đề, tịch diệt giải thoát, thần thông biến hóa, thành thục chúng sinh vào niết bàn ta đều biết rõ. Thích nữ của bà lại nói, ta cũng biết trong chúng hội của chư Phật đó có đủ thứ sự khác nhau. Trong chúng hội đó có các chúng sinh nương pháp môn thành văn thừa, khổ tập diệt đạo tu hành mà được thoát khỏi nhà lửa ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Do đó có câu, ba cõi như nhà lửa, sinh tử như ngục tù. Đây là tư tưởng của người nhị thừa, họ chứng được tứ quả A-la-hán, liền hóa thành tự khốn, chẳng cầu tiến bộ, cho rằng các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Tuy nhiên dứt được phần đoạn sinh tử, chứng được hữu dư niết bàn, nhưng chưa dứt được biến dịch sinh tử, chưa chứng được vô dư niết bàn. Chúng sinh trong thanh văn thừa, trong quá khứ cũng đã từng tu tập tất cả căn lành và đắc được đủ thứ trí huệ ta đều biết rõ ràng. Có những chúng sinh đường theo pháp môn duyên giác thừa, quán 12 nhân duyên tu hành mà được thoát khỏi ba cõi. Chúng sinh trong duyên giác thừa, hết thảy căn lành đắc được bồ đề, tịch diệt giải thoát, thần thông biến hóa, thành tục chúng sinh vào niết bàn. Những cảnh giới đó ta đều biết rõ ràng. Ta cũng biết các chúng Bồ Tát của các Đức Phật đó, các Bồ Tát đó từ lúc ban đầu phát tâm, tu tập căn lành, sinh ra vô lượng các đại hạnh nguyện, thành tựu đầy đủ các ba la mật, đủ thứ trang nghiêm Bồ Tát Đạo, dùng sức tự tại và bậc Bồ Tát, trụ bậc Bồ Tát, quán bậc Bồ Tát, tịnh bậc Bồ Tát, tướng bậc Bồ Tát, trí bậc Bồ Tát, trí huệ Bồ Tát nhiếp thọ, trí huệ Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, trí huệ Bồ Tát kiến lập, cảnh giới Bồ Tát hạnh rộng lớn, thần thông hạnh của Bồ Tát, biển tam muội của Bồ Tát, phương tiện của Bồ Tát, Bồ Tát ở trong niệm niệm nhập vào biển tam muội, đắc được nhất thiết trí quang minh, đắc được mây ánh chớp nhất thiết trí, đắc được thời tướng nhẫn, thông đạt nhất thiết trí, an trụ biển cõi, nhập vào biển pháp, biết biển chúng sinh, an trụ phương tiện, phát thệ nguyện hiện thần thông, ta đều biết rõ. Thích nữ của bà lại nói, ta cũng biết trong đạo tràng của chư Phật đó, có các chúng Bồ Tát, các Bồ Tát đó từ lúc ban đầu phát Bồ Đề Tâm, tu tập căn lành, sinh ra vô lượng các đại hạnh nguyện, thành tựu viên mãn đầy đủ các pháp và la mật, đủ thứ cho nghiêm Bồ Tát Đạo, dùng sức tự tại mà vào bậc Bồ Tát, trụ bậc Bồ Tát, quán bậc Bồ Tát, tịnh bậc Bồ Tát, tướng trạng bậc Bồ Tát, trí huệ bậc Bồ Tát, trí huệ Bồ Tát nhiếp thọ, trí huệ Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, trí huệ Bồ Tát kiến lập, cảnh giới Bồ Tát hạnh rộng lớn, thần thông diệu hạnh của Bồ Tát, biển tam muội tu hành của Bồ Tát, pháp môn phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, Bồ Tát ở trong niệm niệm nhập vào biển tam muội, đắc được nhất thiết trí quang minh, đắc được mây ánh chớp nhất thiết trí, đắc được đạo lý thật tướng nhẫn, thông đạt nhất thiết trí, an trụ đủ thứ biển cõi, nhập vào biển Phật pháp, biết biển chúng sinh, an trụ phương tiện, phát thệ nguyện, hiện thần thông, ta đều biết rõ ràng. Thiện nam tử, hết thuở vị lai ở thế giới ta bà này, hết thảy biển kiếp chuyển động không dứt, ta đều biết rõ. Thiện nam tử, hết thuở vị lai ở thế giới ta bà này, hết thảy biển kiếp chuyển động không dứt, ta đều biết rõ ràng. Như biết thế giới ta bà, cũng biết số thế giới, nhiều như số hạt bụi trong thế giới ta bà, cũng biết tất cả thế giới trong thế giới ta bà, cũng biết hết thảy thế giới, nhiều như số hạt bụi trong thế giới ta bà, cũng biết các thế giới trong mười phương ở ngoài thế giới ta bà không gián đoạn, cũng biết thế giới trùng, nhiếp thế giới của thế giới ta bà, cũng biết tỷ lô giá na thế tôn ở trong biển thế giới hoa tạng này, mười phương vô lượng các thế giới trùng, nhiếp thế giới, đó là thế giới rộng lớn, thế giới an lập, thế giới luân, thế giới tràng,
thế giới khác biệt, thế giới chuyển, thế giới liên hoa, thế giới tù gì, thế giới danh hiệu, hết tất cả thế giới biển, thế giới này do nguyện lực xưa của Tỷ Lô Giá Na Thế Tôn mà ta đều biết được, ta cũng nghĩ nhớ được. Như biết thế giới ta bà, cũng biết số thế giới nhiều như số hạt bụi trong thế giới ta bà, cũng biết tất cả thế giới trong thế giới ta bà, cũng biết hết thảy thế giới nhiều như số hạt bụi trong thế giới ta bà, cũng biết các thế giới trong mười phương ở ngoài thế giới ta bà không gián đoạn, cũng biết thế giới chủ nhất thế giới của thế giới ta bà, cũng biết Phật Tỷ Lô Giá Na ở trong biển thế giới hoa tạng này, mười phương vô lượng các thế giới chủ nhất thế giới. Tướng trạng thế giới có mười thứ khác nhau, đó là một thế giới rộng lớn, hai thế giới an lập, ba thế giới luân, bốn thế giới tràng, năm thế giới khác biệt, sáu thế giới chuyển, bảy thế giới liên hoa, tám thế giới tù di, chín thế giới danh hiệu, mười kết quả thế quả. Hết tất cả thế giới biển thế giới này do nguyện lực xưa của Phật Tỷ Lô Giá Na mà ta đều biết được, ta cũng nghĩ nhớ được cảnh giới này. Cũng nhớ hết thảy các biển nhân duyên thuở xưa của Như Lai, đó là phương tiện tu tập tất cả các thừa trong vô lượng kiếp trụ Bồ Tát hạnh, tịnh cõi nước Phật, giáo hóa chúng sinh, hầu hạ chư Phật, kiếp lập trụ xứ, nghe thọ thuyết pháp, được các tam muội, được các tự tại, tu bố thí bà la mật và biển công đức của Phật, chỉ giới khổ hạnh, đầy đủ các nhẫn, dũng mãnh tinh tấn, thành tựu các thiền, viên mãn tịnh huệ, thể hiện thọ sinh tất cả mọi nơi, hạnh nguyện phổ hiền, thảy đều thanh tịnh, khắp vào các cõi, khắp tịnh cõi Phật, khắp vào biển trí của tất cả Như Lai, nhiếp khắp tất cả chư Phật, Bồ Đề. Thích nữ của bà lại nói, ta cũng nhớ hết thảy các biển nhân duyên thuở xưa của Như Lai, đó là phương tiện tu tập tất cả các thừa trong vô lượng kiếp trụ Bồ Tát hạnh, thanh tịnh trang nghiêm cõi nước chư Phật mười phương, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, hầu hạ cúng dường tất cả chư Phật, kiếp lập tất cả trụ xứ, lắng nghe nhiếp thọ pháp của chư Phật nói, đắc được tất cả các tam muội, đắc được sức nhậm vận tự tại, tu hành hạnh bố thí ba la mật và biển công đức của Phật, tu hành pháp môn trì giới, học tập 12 điều khổ hạnh, tu hành pháp môn nhẫn nhục, nhẫn nại được tất cả những việc khó nhẫn, các nhẫn đều đầy đủ, tu hành pháp môn tinh tấn, thần tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày đêm sáu thời dũng mãnh tinh tấn không giải đãi, tu hành pháp môn thiền định, thành tựu bốn thiền tám định, tu hành pháp môn bát nhã, viên mãn nhất thiết trí huệ thanh tịnh, thể hiện thọ sinh ở tất cả mọi nơi, hạnh nguyện Bồ Tát phổ hiền, thảy đều thanh tịnh, khắp vào tất cả cõi Phật, khắp tịnh tất cả cõi Phật, khắp vào biển trí huệ của tất cả chư Phật, nhiếp khắp tất cả chư Phật, Bồ Đề đạo, đắc được đại trí quang minh của Như Lai, chứng được tánh nhất thiết trí của chư Phật, thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe pháp, cùng với hết thảy đạo tràng chúng hội, tất cả chúng sinh trong chúng hội đó, từ xưa đến nay gieo trồng căn lành, từ lúc ban đầu phát tâm, thành thục chúng sinh tu hành phương tiện, niệm niệm tăng trưởng, đắc được các tam muội, thần thông giải thoát, tất cả như vậy, ta đều biết rõ. Lại đắc được đại trí huệ quang minh của Như Lai, chứng được tánh nhất thiết trí huệ của chư Phật, thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe pháp, cùng với hết thảy đạo tràng chúng hội, tất cả chúng sinh trong chúng hội đó, từ xưa đến nay gieo trồng căn lành, từ lúc ban đầu phát tâm, thành tục tất cả chúng sinh, tu hành tất cả phương tiện, trong niệm niệm liên tục tăng trưởng, đắc được các tam muội, thần thông giải thoát, tất cả cảnh giới như vậy, ta đều biết rõ. Tại sao vậy? Vì giải thoát này mà ta biết được tâm hạnh của tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh tu hành căn lành, tất cả chúng sinh tạp nhiễm thanh tịnh, tất cả chúng sinh đủ thứ khác biệt, các môn tam muội của tất cả thanh văn, tịch tĩnh tam muội, thần thông giải thoát của tất cả duyên giác, giải thoát quang minh của tất cả Bồ Tát, tất cả Như Lai ta đều biết rõ. Tại sao vậy? Vì ta hoàn toàn biết rõ giải thoát này, biết được tâm hạnh của tất cả chúng sinh, biết được căn lành tất cả chúng sinh, biết được tạp nhiễm thanh tịnh của tất cả chúng sinh, biết được đủ thứ khác biệt của tất cả chúng sinh, biết được các môn tam muội của tất cả thanh văn, biết được tịch tĩnh tam muội, thần thông giải thoát của tất cả duyên giác, biết được giải thoát quang minh của tất cả Bồ Tát và tất cả Như Lai. Những cảnh giới này ta đều thấu rõ biết được. Bấy giờ thiện tài đồng tử bạch thích nữ cụ ba rằng, Đức Thánh, Ngài đắc được môn giải thoát này đã bao lâu? Lúc đó thiện tài đồng tử thưa với thích nữ cụ ba rằng, Đức Thánh, Ngài đắc được môn giải thoát này đã bao lâu, có thể nói cho con biết được chăng? Đáp rằng, thiện nam tử, thuở xưa trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có kiếp tên là Thắng Hạnh, thế giới tên là Vô Úy, ở trong thế giới đó có bốn thiên hạ tên là An Ổn,
Trong bốn thiên hạ Diêm Phủ Đề đó có một thành vua tên là Cao Thắng Thụ, là thượng thủ trong 80 thành vua. Bấy giờ có ông vua tên là Tài Chủ, ông vua đó có 6 vạn thể nữ, 500 đại thần, 500 vương tử. Các vương tử đó đều dũng mãnh, hàng phục được oán địch. Thịnh nữ của ba trả lời câu hỏi của thiện tài đồng tử rằng, thiện nam tử thuở xưa trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có kiếp tên là kiếp thắng hạnh, có thế giới tên là thế giới vô úy. Ở trong thế giới đó có bốn thiên hạ tên là An Ổn. Trong bốn thiên hạ Diêm Phủ Đề đó có một thành vua tên là thành Cao Thắng Thụ, là thượng thủ trong 80 thành vua. Lúc bấy giờ có một vị vua tên là Tài Chủ. Ông vua đó có 6 vạn thể nữ, 500 đại thần, 500 vương tử. Các vương tử đó thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh, thiện chiến bách thắng, hàng phục được tất cả oán địch. Thái tử của vua đó tên là Oai Đức Chủ, đoàn chính thủ đặc ai cũng muốn nhìn. Dưới chân bằng đầy đủ luân tướng, lưng bàn chân nhô cao, giữa ngón tay ngón chân đều có mảng lưới. Gót chân bằng phẳng, tay chân mềm mại, bắp chân lộc vương, bảy chỗ tròn đầy, âm tàng ẩn kín, phần trên thân như sư tử chúa, hai vai bằng đầy, hai tay thon dài, thân tướng ngay thẳng, cổ ba ngấn, má như sư tử, đủ 40 cái răng, tất cả đều ngay kín, bốn răng nanh trắng bóng, lưỡi rộng dài vang tiếng phạm âm, mắt xanh biếc, lồng nhèo như ngưu chúa, trạng mày có tướng bạch hào, trên đỉnh đầu có nhục kế, da mịn màng như màu vàng ròng, lồng trên thân đều xoắn lên trên, tóc màu xanh đen, thân tròn đầy như cây ni câu đà. Thái tử của vị vua Tài Chủ đó tên là Oai Đức Chủ, ngài đầy đủ 32 tướng đại nhân trang nghiêm thân, tướng mạo của thái tử rất đoan chính thủ đặc, mọi người ai cũng muốn nhìn ngài, có cảm giác nhìn hoài không chán. Dưới chân của ngài bằng đầy, dưới bàn chân không có chỗ lõm, đầy đủ luân tướng, tức cũng là tướng bánh xe ngàn cam, dưới bàn chân có hình bánh xe, lưng bàn chân nhô cao, giữa ngón tay ngón chân đều có mảng lưới, gót chân bằng phẳng, tay chân mềm mại, bắp chân lộc vương bảy chỗ tròn đầy, tức là dưới hai bàn chân, lòng hai bàn tay, hai vai, đỉnh đầu bảy chỗ, âm tàng ẩn kín, nằm cằn của đàn ông, phần trên thân như sư tử chúa, thân thể oai nghi rất oai phong như sư tử chúa, hai vai bằng đầy, hai vai rộng mà còn bằng đầy, hai tay thon dài, hai tay dài quá gối. Thân tướng ngay thẳng, cổ ba ngấn, má như sư tử, đủ 40 cái răng, tất cả đều ngay kín. Đức Phật có 40 cái răng, ngài Thanh Lương Quốc Sư cũng có 40 cái răng, người bình thường chỉ có 32 cái răng, bốn răng nanh trắng bóng, lưỡi rộng dài, lưỡi vừa dài vừa mềm, thè ra có thể liếm tới mũi và trán, vang ra tiếng phạm âm, lời nói rất thanh cao, mắt xanh biếc, lồng nheo như ngưu chúa, trọng mày có tướng bạch hào, duỗi ra dài khoảng 1 trượng 5 thước, phóng đại quang minh, thu vào ẩn tàng giữa lông mày, trên đỉnh đầu có nhục kế, tướng vô kiến đỉnh, da mịn màng như màu vàng ròng, lông trên thân đều xoắn lên trên, tóc màu xanh đen, thân thể của thái tử tròn đầy cao thẳng như cây ni câu đà. Thuở xưa Đức Thế Tôn đã từng 3 A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, cho nên đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Này nói về 32 tướng 80 vẻ đẹp trong sớ sao để khảo nghiệm. 32 tướng. 1. Dưới chân Đức Thế Tôn có tướng bằng đầy khéo an trụ, giống như đáy hộp, tùy đất cao thấp, tùy chân đạp lên đều bằng phẳng đồng đều. 2. Dưới chân Đức Thế Tôn tròn đầy có tướng bánh xe ngàn căm, các tướng chẳng chịt, tay chân của Đức Thế Tôn đều mềm mại như lụa đầu la miền hơn hết tất cả. 4. Ở giữa ngón tay ngón chân của Đức Thế Tôn có mảng lưới như ngỗng chúa, sắc vàng quấn nhau. 5. Tất cả các ngón tay chân của Đức Thế Tôn tròn đầy thon dài rất đáng ưa thích. 6. Gót chân của Đức Thế Tôn dài rộng tròn đầy, tướng vuông tròn của mu bàn chân đặc biệt hơn các cõi hữu tình. 7. Mu bàn chân của Đức Thế Tôn nổi cao đầy đặn, mềm mại tốt đẹp, tương xứng với gót. 8. Hai bắp đùi của Đức Thế Tôn tròn chính thon đẹp như đùi na chúa y ni na tiền. 9. Hai cánh tay của Đức Thế Tôn thẳng dài tròn đầy như voi chúa, đứng thẳng thỏng quá đầu gối. 10. Tướng âm tàng của Đức Thế Tôn ẩn kín như rồng ngựa cũng như voi chúa. 11. Mỗi lỗ chân lồng của Đức Thế Tôn đều mọc ra một lông tươi nhuận mềm mại xanh biếc vòng về bên phải. 12. Tóc của Đức Thế Tôn đều mềm mịn xanh biếc vòng về bên phải, toàn thân đều màu vàng ròng rất đáng ưa thích. 13. Da trên thân của Đức Thế Tôn đều mịn màng tươi nhuận, nước và bụi bặm
đều không động dính trên da. 14. Da trên thân của Đức Thế Tôn đều màu vàng ròng, lóng lánh, sáng rỡ như đại vàng đẹp, các báu trang nghiêm, ai cũng muốn nhìn. 15. Hai bàn chân, hai lòng bàn tay, cổ và hai vai của Đức Thế Tôn bảy chỗ đều đầy đặn. 16. Trán và vai của Đức Thế Tôn tròn đầy thù diệu. 17. Hai nách của Đức Thế Tôn đều đầy đặn. 18. Dung mạo và oai nghi của Đức Thế Tôn đoan chính viên mãn. 19. Tướng thân của Đức Thế Tôn to lớn đoan nghiêm. 20. Thể tướng của Đức Thế Tôn các bề cao rộng, thật cân đối viên mãn như cây ni cầu đà. 21. Phần trên thân của Đức Thế Tôn từ ngực tới cằm, uy dùng rộng lớn như sư tử chúa. 22. Phần ánh sáng chung quanh đầu mặt của Đức Thế Tôn thường sáng là một trượng. 23. Hàm răng của Đức Thế Tôn đủ 40 cái, bằng đều không sao le, xít kín nhau, chân sâu và trong trắng như ngọc khả tuyết. 24. Bốn răng cửa của Đức Thế Tôn trắng tươi và bén nhọn. 25. Tất cả hương vị khi đến với Đức Thế Tôn đều trở thành thượng vị. Sở dĩ có như vậy vì ngay nơi hổ mạch, mạch tại cổ có công năng dẫn thẳng đến các mạch chi tiết của toàn thân. Các bệnh đàm, ấm, phong nhiệt đều bị vô hiệu với cơ thần của Đức Thế Tôn. Cơ thể miễn nhiễm tuyệt vời đó làm tiêu hoại tất cả sự xâm tổn đến các mạch nổi chìm co giãn trong thân của Ngài. 26. Tướng lưỡi của Đức Thế Tôn trong sạch, dài, rộng và mỏng. Công năng của lưỡi có thể che trùm cả mặt cho đến mé tóc trán và đến màng tai. 27. Phạm âm từ vận giọng nói của Đức Thế Tôn là rộng, hòa nhã, dịu dàng. Bất luận thính chúng nhiều ít, xa gần, độ nghe được đều bình đẳng giống nhau. Chấn âm của giọng như tiếng trống trời. Điệu uyển chuyển của thanh âm mềm như tiếng tần già, giống chim nói pháp cõi tịnh độ. 28. Đôi chân mày của Đức Thế Tôn sánh biếc như nghiêu chúa, xếp lớp nằm nghiêm chỉnh, tà không dối. 29. Đôi tròng mắt của Đức Thế Tôn sánh biếc trắng tươi, trong xanh, tươi trắng, phân minh, chỗ giác màu hơi ửng hồng. 30. Khuôn mặt của Đức Thế Tôn tròn sáng như trăng rằm, chân mày cong như cánh cung của trời thiên đế. 31. Giữa hai chân mày của Đức Thế Tôn có tướng bạch hào, xoay vòng về bên phải, mềm mại như tơ đâu la miên, tơ cõi trời. Tươi trắng sáng suốt như ngọc khả tuyết. 32. Trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn nổi lên một cục tròn gọi là ô sắc nika, nhục kế cao hiển tròn trịa giống như lọn trời. 80. Vẻ đẹp, một không thấy đỉnh tướng, trong đỉnh đầu của Đức Thế Tôn càng nhìn càng cao nên chẳng thấy đỉnh. 2. Mũi cao, lỗ mũi không lộ. 3. Lông mày như trăng non. 4. Dái tai rủ xuống. 5. Thân rắn chắc như nà đà diên. 6. Khớp xương chắc như móc khóa. 7. Một khi dở mình xoay người thì như voi chúa. 8. Lúc đi chân cách mặt đất 4 tấc và hiện ấn văn. 9. Máu như màu đồng đỏ mỏng và láng bóng. 10. Xương đầu gối rắn chắc tròn và đẹp. 11. Thân trong sạch. 12. Thân mềm mại. 13. Thân chẳng cong vẹo. 14. Ngón tay tròn mà thon nhỏ. 15. Vân ngón tay ẩn kín. 16. Mạch sâu chẳng hiện. 17. Mắt cá ẩn. 18. Thân bóng bẩy mượt mà. 19. Thân chẳng uốn éo. 20. Thân đầy đủ. 21. Dùng nghỉ đầy đủ. 22. Dùng nghỉ hoàn toàn. 23. Trụ xứ yên không động. 24. Oai trấn hết thảy. 25. Mọi chúng sanh thấy đều vui mừng. 26. Mặt chẳng dài to. 27. Dung mạo ngay thẳng không lệch lạc. 28. Mặt mũi đầy đặn. 29. Môi đỏ như quả tần bà. 30. Tiếng nói vang trầm. 31. Rốn sâu tròn đẹp. 32. Lông xoăn theo chiều bên phải. 33. Tay chân tròn trịa. 34. Tay chân như ý. 35. Vân tay sáng thẳng. 36. Vân tay dài. 37. Vân tay chẳng đứt. 38. Chúng sinh có ác tâm thấy ngài thì đều hòa nhã vui vẻ. 39. Mặt rộng và rất đẹp. 40. Mặt mũi thanh tịnh và đầy đặn như vầng trăng tròn. 41. Nói năng hòa nhã với chúng sanh đúng theo ý thích của họ. 42. Lỗ chân lồng tỏa ra mùi thơm. 43. Miệng tỏa mùi thơm tuyệt vời. 44. Dáng điệu cử chỉ dung mạo như sư tử. 45. Đi đứng oai vệ như voi chúa. 46. Tướng đi như cõng chúa. 47. Đầu như quả ma đà na. 48. Mọi thành phần đều đầy đủ. 49. Bốn răng cửa trắng và sắc. 50. Lưỡi màu đỏ. 51. Lưỡi mỏng. 52. Lông màu hồng. 53. Lông mềm mại sạch sẽ. 54. Mắt rộng dài. 55. Tướng tử môn đầy đủ. 56. Tay chân trắng đỏ như màu hoa sen. 57. Rốn chẳng nổi.
58 bụng chẳng lộ, 59 bụng thon, 60 thân chẳng khuếch động, 61 thân trì trọng, 62 thân lớn, 63 thân dài, 64 tay chân mềm mại sạch sẽ bóng bẩy, 65 xung quanh có hào quang dài một trượng, 66 khi đi có hào quang chiếu trên thân, 67 coi chúng sanh bình đẳng như nhau, 68 chẳng khinh chúng sanh, 69 âm thanh tùy theo chúng sanh chẳng tăng chẳng giảm, 70 thuyết pháp chẳng chấp trước, 71 tùy theo ngôn ngữ của chúng sanh mà thuyết giảng, 72 pháp âm ứng với tiếng của chúng sanh, 73 tuần tự ứng với nhân duyên mà thuyết pháp, 74 hết thảy chúng sanh ngắm thân tướng Phật mà chẳng ngắm hết, 75 ngắm mãi không chán, 76 tóc dài và đẹp, 77 tóc chẳng rối, 78 tóc xoăn đẹp, 79 màu tóc như ngọc xanh, 80 tay chân là tướng bậc có đức. Do đó có câu tướng theo tâm chuyển, người tâm tốt tướng tuy chẳng tốt cũng chẳng khởi tác dụng mà sẽ bình an vô sự, người tâm không tốt tướng tuy tốt cũng bị xung phá chẳng có ứng nghiệm. Tóm lại, hãy làm việc tốt đừng hỏi kết quả sẽ ra sao, mạc vấn tiền trình. Ở trong sự minh minh đó, hộ pháp thiện thần sẽ trợ giúp gặp hung hóa cát, tai qua nạn khỏi. Bấy giờ thái tử vâng lời phụ vương, cùng với 10.000 thể nữ đi đến vườn hương nha du ngoạn vui chơi. Thái tử lúc bấy giờ ngồi trên tòa sư tử Đại Ma Ni trong xe báu đẹp. Xe đó có đủ các thứ nghiêm sức, 500 thể nữ cầm dây báu kéo xe, tiến lùi có chừng mực, không chậm không nhanh, trong ngàn vạn người cầm các lọ báu. Trong ngàn vạn người cầm các tràng báu, trong ngàn vạn người cầm các phan báu, trong ngàn vạn người tấu lên các kỹ nhạc, trong ngàn vạn người đốt các hương thơm, trong ngàn vạn người giải các hoa đẹp, tùy tùng trước sau đi theo thái tử. Đường xá bằng phẳng không có cạo thấp, giải các thứ hoa báu đẹp, cây báu thẳng hàng, lấy báu che phủ. Đủ thứ lầu các rộng lớn, hoặc bên trong chứa đủ thứ châu báu, hoặc trần thiết các đồ trang nghiêm, hoặc trưng bày đủ thứ thức ăn uống, hoặc treo đủ thứ y phục, hoặc sắm đủ những vật tư xanh, hoặc an trí người nữ đoan chánh cùng với vô lượng tôi tớ hầu đi theo, tùy ai cần gì thầy đều ký cho. Lúc đó thái tử hoài đức chủ vâng lời phụ vương, cùng với 10.000 thể nữ đi đến vườn hương nha du ngoạn vui chơi ngắm cảnh, hoặc ca ngâm, hoặc khiêu vũ, hoặc bơi lội, hoặc đá cầu. Thái tử lúc bấy giờ ngồi trên tòa sư tử Đại Ma Ni trong xe báu đẹp làm bằng 7 báu. Xe đó có đủ thứ châu báu dùng để nghiêm sức, 500 thể nữ cầm dây báu 7 màu kéo xe, khi tiến khi lùi đều có chừng mực, không chậm không nhanh. Có trăm ngàn vạn người cầm các lọ báu, có trăm ngàn vạn người cầm các tràng báu, có trăm ngàn vạn người cầm các phan báu, có trăm ngàn vạn người tống lên các kỹ nhạc, có trăm ngàn vạn người đốt lên các hương thơm, có trăm ngàn vạn người giải các hoa đẹp. Những người tùy tùng đó trước sau đi theo thái tử, đường xá bằng phẳng không có chỗ cao thấp, có giải các thứ hoa báu đẹp trên đường, cây báu bên đường thẳng hàng, có đủ thứ lưới báu che phủ phía trên để nghiêm sức, có đủ thứ lầu các hình dáng khác nhau, có lầu các cao, có lầu các thấp, có lầu các hình dài, có lầu các hình vuông. Bên trong lầu các hoặc chứa đủ thứ châu báu, hoặc trần thiết, đủ thứ đồ trang nghiêm, hoặc trưng bày đủ thứ thức ăn uống, hoặc treo đủ thứ y phục, hoặc sắm đủ những vật tư xanh, hoặc có người nữ đoan chánh xinh đẹp, hoặc có tôi tớ thông minh lanh lợi. Tùy ai cần gì, thầy đều thí cho họ, tuyệt đối không xẻ tiếc, tất cả đều xả bỏ được hết. Bấy giờ có người mẹ tên là Thiện Hiện, dắt theo một đồng nữ tên là Cụ Túc Diệu Đức, dùng nhàn đoàn tránh, sắc tướng nghiêm khiết, thân cao vừa vặn, mắt và tóc xanh biếc, tiếng như phạm âm, khéo biết các nghề, tinh thông biện luận, cung kính xuyên giỏi, thương xót không hại ai, đầy đủ sự hổ thẹn, nhu hòa chất trực, đẻ si ít dục, không xiểm nịnh dối trá. Đồng nữ và người mẹ ngồi xem báu đẹp, các thể nữ theo sau, từ thành vua đi ra, đi trước xe thái tử. Lúc đó có một người mẹ, bà ta tên là Thiện Hiện, dắt theo một đồng trần thiếu nữ, cô ta tên là Cụ Túc Diệu Đức, dùng nhàn đoàn tránh đặc biệt xinh đẹp, sắc tướng trang nghiêm rất là thanh khiết, thân thể đầy đặn, tay thon dài tứ chi hợp với nhau, thân cao vừa phải, không cao không thấp, không mập không ốm, rất vừa vặn, có thể nói là thập toàn thập mỹ, tìm không ra khuyết điểm, rất hợp tiêu chuẩn của người đẹp. Mắt và tóc của cô ta đều xanh biếc, tiếng nói của cô ta như phạm âm, rất là êm tai. Cô ta có nghiên cứu tinh thông về xảo công minh, chẳng có gì mà không biết làm. Xảo công minh là gì?
tức là đối với toán pháp, mỹ thuật, thư số, hội họa, kiến trúc, vân vân đều hiểu biết mà còn giỏi nữa. Ấn Độ có ngũ minh học, tức là 1. Nội minh, 2. Thanh minh, 3. Nhân minh, 4. Y dược minh, 5. Công xảo minh. Cô ta có trí huệ vô ngại, khéo biện luận. Cô ta biết cung kính, xin làm các việc, không lười biếng. Cô ta có lòng thương xót chúng sinh, không có tâm hại chúng sinh. Cô ta đầy đủ sự hổ thẹn, tuyệt đối không làm việc trái với đạo. Cô ta tánh tình nhu hòa, dù bị chịu đựng sự áp bức cũng đều có tâm nhẫn nại, chẳng nội giận. Cô ta chỉ nói lời chân chánh, không nói dối. Cô ta lìa khỏi sự ngu si, thanh tâm quả dục, biết đủ không tham. Cô ta không có tánh xiểm nịnh là thiếu nữ điển hình. Cô ta và mẹ cô ta ngồi xem báo đẹp, có rất nhiều thể nữ vây quanh đi theo. Từ thành vua Cao Thắng Thủ đi ra, đi đến vườn hương nha du ngoạn, xe cô ta đi trước xe thái tử Oai Đức Chủ. Động nữ thấy thái tử lời lẽ ngầm ngà, tâm sinh ái nhiễm, bèn nói với mẹ rằng: lòng con muốn được kính thờ người này, nếu không toại nguyện thì con sẽ tự vẫn. Người mẹ bảo con gái rằng: đừng sinh ý niệm này, tại sao? Vì việc này rất khó được. Người này đầy đủ các tướng luân vương, sau này sẽ lên làm chuyển luân vương, có nữ báo xuất hiện, bay trên không tự tại. Chúng ta thấp hèn, việc này khó đạt được, chớ sinh ý niệm này. Động nữ Diệu Đức ở trên xe trông thấy thái tử Oai Đức Chủ ở phía sau. Ngồi trên tòa sư tử, nghe được tiếng nói của thái tử rất êm tai, giống như tiếng ca hát ngâm thơ. Cô ta lập tức bị tiếng sét ái tình, sinh tư tưởng ái nhiễm, bèn nói với mẹ của cô ta rằng: con muốn chọn đời được kính thờ người này, nếu không được toại nguyện thì con quyết định sẽ tự vẫn. Người mẹ thấy cô ta điên đảo như thế rất là đáng thương, bèn bảo con gái rằng: Diệu Đức, con đừng sinh vọng tưởng không thể được này. Tại sao? Vì người ta là thái tử, đầy đủ các tướng chuyển luân thánh vương, sau này sẽ lên làm chuyển luân vương, có bảy báu xuất hiện. Thế nào là bảy bóng? Một, bánh xe báu. So với hỏa tiễn bây giờ còn nhanh hơn nhiều, nội trong một giờ thì có thể đi khắp bốn thiên hạ. Hai, châu báu, tức là châu như ý, muốn gì có nấy, lấy không hết, dùng không cạn, xứng tầm như ý, không có thất vọng. Ba, vòi báu, voi chúa trắng lớn, khéo hiểu ý người. Bốn, ngựa báu là long mã, chẳng những chạy dưới đất mà còn chạy trên nước, thậm chí bay trên không. Năm, bình báu, bình thường không cần huấn luyện quân đội, đến lúc tác chiến thì tự nhiên hiện ra voi binh, ngựa binh, xe binh, bộ binh. 6. Chủ tạng thần báu, khi chuyển luân thánh vương, cần vàng bạc thì bất cứ ở chỗ nào cũng đều có mỏ vàng bạc, tùy thời tùy lúc đều có vàng bạc. 7. Ngọc nữ báu, trên có con gái của trời đế thích, dưới có con gái của cản thất bà, tùy ý hiện thân. 7 báu này có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Khi chuyển luân thánh vương chết rồi, nếu không có thái tử tiếp tục kế vị, thì trong 7 ngày, 7 báu sẽ tự nhiên biến mất. Bà mẹ của cô ta lại nói, khi thái tử làm vua thì tự nhiên có ngọc nữ xuất hiện, ngồi trên bánh xe mà bay trong hư không, tiêu dao tự tại. Chúng ta là người thấp hèn, làm sao sánh với thái tử, việc này không dễ gì đạt được. Con chớ sinh vọng tưởng vô si này,